Xin chào toàn thể quý cô bác và anh chị, chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh của em Cói Lalin. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an quý cô bác ơi. Thì như mọi người đã biết ý, thì bọn em đã gọi là làm xong chương trình nhà thú sử của quý cô bác ạ. Thì như hôm qua thì bọn em là có được anh trưởng thôn ở trên một cái bản ở gần nhà em Cói thôi. Thì hôm nay anh trưởng thôn là bận họp chi bộ ý, cho nên là không đi được cùng chúng em. Thì nay hai vợ chồng em là tự đi đến một cái gia đình là cũng có một em bé là hiện nay là mấy tuổi nhỉ anh nhỉ? 5 tuổi. 5 tuổi là cũng đang bị liệt ý. Thế nay thì hai vợ chồng em sẽ gọi là có chút quà đến thăm gia đình. Thì cô bác ạ, em Thành mua được hộp sữa này. Sáng nay thì trời mưa và đường ở đây thì cũng khá là trơn mọi người. Cái đường trơn lắm cả nhà, trơn không thể là đi xe máy được. Trên đoạn kia rồi, cố đi về. Vâng, đấy. Ây à. Đấy, bắt lên lại. Đây, đường khá là trơn. Em có thì đang xách trứng này, chai nước mắm, mì chính này, lại gói bánh kẹo. Quý cô bác ơi, thì trước ý có cô hai ở Vũng Tàu, cô có gửi cho em có là 800.000, cô bảo là con thấy hoàn cảnh nào khó khăn giúp đỡ thì cần giúp thì con giúp. Hiện nay em có trích ra là 450 để mà mua một thùng sữa, một thùng mì tôm và một vỉ trứng, chai nước mắm và chai dầu ăn, gói mì chính để mà đến thăm gia đình cô bác ạ. Còn cái gói bánh kẹo này, cái gói bánh này là của em Quý Ngọc ở tận Sơn La, em ấy gửi về cho em có ạ. À, hiện tại em có đang cầm máy ảnh ấy, cho nên là chưa cho quý cô bác là chưa đọc giá được. Anh nhớ giá không ạ? Sáng nay anh đi mua ấy. Sữa Mộc Châu là 220, mì tôm là 60, trứng là mì tôm 65, trứng là 90, mì chính là 20, nước mắm là 25, dầu ăn là nhiêu ạ? 30, vâng. Tổng là 450. Và còn thừa tiền của cô hai là 800 trừ đi này. 450 còn 350 đúng không ạ? Đúng rồi, đây. Cái đường này đường đất này. Ồ. Chỗ này sáng nay mưa to quá này này. Thôi cho em có ấy là không đi được. Mặc áo mưa vào nhưng mà sợ là sữa hay mì tôm bánh kẹo ướt ấy. Ồ, trơn quá. Tao gì anh? Tao gì đấy? À, đang bế em bé này. Hôm nay em lên đúng giờ trưa để cho mọi người có cả nhà hay không, mọi người đi làm. Không đi làm à? Ôi anh ơi, anh mặc quần cho bé vào. Mặc quần cho bé vào đi. Mặc quần cho em bé vào. Mặc quần vào đi. Không, em mặc quần mà. Mặc quần vào. Bẩn đâu? Mặc quần vào, mặc quần vào. Tí nữa mới đi làm à? Ừ. Này. Đi cả chứ. Chị mua một con này à? Ừ, xem một cũ một lạ. Mặc quần cho em bé vào, không em không dám ghi hình đâu, tại vì là chính sách YouTube là cho đặc biệt là cấm trẻ em là cởi chuồng. Xóm ở đây quý cô bác ạ, đấy. Hôm nay thì các em bé trong làng đều đi học hết ý, cho nên em có không ăn được bánh kẹo lên cho các em. Thì để hôm nay có sẽ vào trong bản một lần nữa nhé, để phát bánh kẹo cho các bé ạ. Ơ, anh đỡ em nặng quá. Ôi, chào em bé nha. Ôi ôi. Ơi, anh bóc sữa cho em bé uống đi, thấy em bé kiểu mừng ý. Em có mua được thùng sữa Mộc Châu đến. Thế nào, bóc sữa cho em bé ăn uống trước xem nào. Thế bạn này là từ con à, thế bị như này từ lúc ấy à? Từ sinh ra hay như nào anh? Lúc sinh ra thì nó vẫn khỏe. Lúc sinh ra vẫn khỏe ạ? 3 tháng là bị như này à? Mình có đi thăm khám chưa? Đã đi khám hay là chữa chị như nào chưa anh? Xin chưa? Xin chú chưa? Biết là đi kinh không? À. Có đi chữa rồi à? Thế đã mua xe đẩy à? Cái gì nhỉ? Cái xe tập đi cho đi bao giờ chưa? Đã mua rồi. Mua rồi à? Nhưng mà vẫn không đi được ạ? À? Vâng, đi khám quá nhỉ. Là sao? Đi khám bị não. À, bị não à? Vâng. Não à? Ảnh hưởng não à? Ừ. Ui, xinh gái nhỉ, yêu nhỉ, nhìn đi. Ôi. Em ơi. Ở nhà có ngoan không em bé ơi? Thế nhà mình tổng cộng là có mấy đứa con anh? 5 đứa liền à? Vâng. Cháu đứa thứ mấy? Bạn này đứa thứ mấy ạ? Đứa thứ 5. Đứa thứ 5 à? Ồ. Đứa út luôn ạ? Vâng. Thế là còn anh chị là đi học hết à? Anh đi học hết. Đi học ở bán trú à? Vâng. Vâng, đi học bán trú. Cuối tuần mới về. 5 tuổi à? Đi học tốt rồi chứ nhỉ bạn này? 5 tuổi. Ôi cái này cho đi học chứ vẫn biết học chứ nhỉ?
Cho vẫn, sao cho đi học vẫn biết chữ đấy. Cho nó đi. Ô, mình mang đi. Mình mang đi đến trường. Mình mang đi không có thời gian. Không có thời gian này. Ôi, ôi. Mang đi chứ. Không phải, phải mang đi đến trường chứ. Ôi, chân mềm nhỉ, nhìn ý. Chân của nó cứ co vậy, nếp đi đi. Cứ co vậy à? Nhà mình gặt xong hết chưa anh? Chưa. Ôi, thế là bình thường đi làm ý, thì bạn này mang ra ruộng à, hay như nào à? Đi gặt thì nhốt ở nhà. Ôi, cho ở nhà? Cứ đóng cửa vào. Ở một mình hả? Ồ. Ăn thế uống ăn sao? Uống như nào à? Thì chưa, để về cho nó ăn. Chưa về ăn? Rồi, cho ăn xong lại đi làm, lại rốt. Ôi dồi. Mấy năm trời như thế à? Thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng. Nếu mà có người ở nhà thì châu. Không có thì nhốt, đúng không? Trắng trẻo xinh gái như tên gì đấy ạ, à, bạn này? Dù. Dù, bạn Dù, em Dù. Năm nay là 5 tuổi. 5 tuổi. Bị cho này. Đi học được rồi, nó cho đi học đi. Cứ kệ cho đi học. Thế nhà trường họ có nhận không? Không cho nhận thì cứ để đấy cho tiếp thu được ấy. À đấy, cho tiếp thu ấy nhỉ. Ừ. Biết thì... nói, biết ăn, cái này biết viết mà xem tay có vấn đề gì không? Tay viết tốt. À không, cô cầm thế nào? Tay xinh đấy. Tay xinh thế nhỉ, trắng trẻo. Tay bún non thế nhỉ. Ồ, nhìn kiểu... Nó là anh cắt một tay cho em bé đi, dài quá. Không lật đấy. Đây này nhỉ. Cắt này đi. Nó xem nào, xem tay tay đẹp này, bằng bàn tay nhỉ. Úi, 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 úi. Sở thích thật đấy. Đẹp, đây con cầm này. Ồ, ruộng nhà mình ở tận đâu hả anh? Ở ngoài suối nhà mình. Ui, tận đấy á, xa thế cơ ạ? À. Đây thóc nhà mình đây ạ? À? Ừ. Thế nhà mình đã gặt chưa anh? Gặt tí rồi. À, gặt một tí à? Đâu hết, thóc đâu hết rồi. Bán ra là ồ, đây là cũng là cây giường. Cây giường tự đóng luôn này. Cây này nhà ai cũng có giường tự đóng. Vâng. Ôi, anh ơi. Thế lúc mà đưa em bé ở nhà của mình ý thì cứ đun bếp cái này có nguy hiểm không ạ? À? Sợ bò vào bếp không anh? Thế cứ ngồi yên một chỗ thôi à? Nó biết bò đi đấy. À, vẫn biết bò đi à? Anh bảo là đi làm thì dập hết lửa đi. À, dập hết lửa đi, vâng. Ừ, em bò, chắc là làm thì em bé chẳng vào kia nghịch bẩn. Nó nghịch đấy. Nó nghịch bụi ấy, đen hết người đúng không? Vâng. Về đen xì luôn. Cần gì nghịch đâu, cần đi cái lèn này. Cái tivi này còn mở được không hả anh? Được. À, thế có cái tivi mở cho em bé xem ở nhà ấy nhỉ? Cho đỡ buồn. Vẫn buộc phải có cái tivi để mà cho em... Em ở nhà có biết mở không bạn này ấy? Có biết tự mở tivi không ạ? Có đứng lên đâu mà mở. Hay cầm điều khiển. À, không đứng được. À vâng. 5 tuổi đã biết à? Vâng, không. Đi học không biết đi học sao biết mở. Mày nhà mình cố gắng phấn đấu làm ăn được cái tivi anh à? Vì trong mua cũ thôi. À mua cũ à, vâng. Thế thấy nó cũng đường, xem đường là đường nhỉ. Ồ. Đây nhà. Nhà mình đây là nhà trình tường. Nhà mình có nằm trong danh sách hộ nghèo không hả anh? Có. À có à. Ừ. Xung quanh nhà xem một tí nhá. Có chó không hả anh? Không có đây. Vâng. Đây. Ôi nhà mình chịu khó đi lấy củi phết nhỉ. Củi đầy nhà. Đây. Đằng sau này là vườn rau. Trồng thêm cả ngô sen cây đỗ nữa này. Thế chứng tỏ nhà anh đi là cũng rất là chịu khó này, quý cô bác ạ. Này. Wow, rán bí nhìn ngon thế. Đây có mọi người cũng chăn trâu ở đây. Đây xung quanh nhà của nhà em Dù nhé, quý cô bác nhé. Đây. Mai vẫn còn chưa xíu rồi. Vâng. Thế nhìn đẹp nhỉ. Nhìn đẹp gái nhìn xinh thế, đáng yêu thế. Chào cũng có một đứa nó cứ bị đi cứ con. Ai ạ? Cái đứa anh chào. Lớn chưa? Lớn rồi. Mấy tuổi rồi? À, sữa. Được 10 tuổi chưa? Được. Đây nhà bên kia cũng nhà liếc bên kia. Cũng có một bạn như thế à? Nhưng nhà cũng đông con đúng không? Mấy đứa con? Nhà nó ba đứa. À, ba đứa. À. Đây. Thế anh chị có đẻ thêm nữa không? Không đẻ nữa rồi nhá. Không đẻ. Vâng, xong rồi mấy đứa con, mấy các em, các anh lớn là cũng không được cho lấy vợ, lấy chồng sớm đâu nhá. Nếu mà ngủ với nhau thì đi ổng cấy vào.
Phật đủ tuổi mới được kết hôn anh đi ạ. Phật không, khổ quá nhỉ, mình để nhiều con như này nhỉ, vất vả lắm. Như rét rét lại ngủ với nhau thì ra thôi. Chứ anh nó cũng bị như vậy đấy, nhưng mà đi trước về nhà thì chưa thuốc năng nhiều, khỏe đấy. Khỏe à? Anh bạn này ấy ạ? Cũng bị như này á? Thế sao bạn này là không mang đi chưa? Đứa này thì chưa mang đi chưa. Sao lại không mang đi? Bọn mấy hôm nay đi. Mang đi chưa ạ? Chưa. Mang đi chưa thuốc nam đấy á? Chắc Trời ơi, thế chưa thuốc nam ở tận đâu ạ? Mẹ đi chưa thì phải đi một hôm cơ. Xa thế cơ à? Chưa mất nhiều tiền không anh? Đi thì chắc phải mất tầm khoảng 3 triệu vậy. 3 triệu gì đấy á? Thế nhà chắc có tiền rồi chứ. Mới đi chưa thì không có. Không có, ôi. Thế à? Chưa thuốc nam à? Vâng, còn đi gọi là đi bệnh viện vật lý trị liệu là không được nhỉ bạn ấy. Ồ, thế à? Chi phí em mất tầm khoảng 3 triệu anh. Thế đấy, anh lớn à, trước là cũng bị như này anh. Thì lúc anh lớn chị là lúc đấy mấy tuổi à? Cũng như này à hay như nào hay? 20 tuổi à, lúc đấy chị em 20 tuổi. Không, ngày trước anh cũng bị á. À? Không, anh của anh ạ? Không, không bị. Anh vừa bảo đấy ạ. Anh bảo có người bị chữa khỏi đấy ạ. Có người bị hay là người trong nhà của mình bị? Người trong nhà thôi. Thế là có mối quan hệ như nào ạ? Cái đứa anh của nó. Anh của nó là anh của bạn anh này bạn á? Này chứ. Thì là con anh chứ. Con lớn hay con thưa mấy? Cái con thưa. Thứ tư. Con thứ bây tư. Giờ bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ 6 tuổi. À bây giờ 6 tuổi. Nhưng hôm đợt anh đi trước là bọn lúc này là mấy tuổi? Mấy tháng thôi. À mấy tháng. Sao là bạn này không đi trước đi? Mấy tháng đi trước đi. Này đi trước. Lúc bệnh viện về thì chị chưa được, nó tỉnh lại như thế rồi nó không chưa được. Thế anh lớn là cho đi viện bao giờ chưa anh? Lúc 3 tháng này cho nó đi bệnh viện để chụp ngày nó kéo. Nhưng em bảo là sao lại không đưa út này đi chữa đi? Đây. Không có tiền đi. Đây, nhà mình cũng sạch sẽ nhỉ, mâm miếc là cũng đều cân gọn nhỉ anh nhỉ. Đấy, chăn gối cũng gấp gọn này. Này nhờ nãy mình để ý đấy. Con này không quét sạch sẽ rồi nó bò đi lại bẩn. Đây, cái lèn này nó bò chắc cũng bẩn lắm nè. Đây cái này là quét là sạch sẽ. Sao anh không đổ đi? Đấy. Không có tiền đổ ấy. Dạ. Nhìn thương nhỉ, nhìn nhé. Để lúc nào có tiền thì mới đổ à? Ồ, thế là bây giờ là chi phí tầm khoảng 3 triệu gì đấy là đi chữa à? Thế đi chữa là mình mang thuốc về à? Hay là mình mang cả con lên đấy? Cái này đi, mà đi nó xem xong nó... À, nó kê thuốc mình mang về đúng không? Nó kê thuốc mang về. À, mang về bó chữa hay như nào à? Tắm. Tắm hay bó? Nó tắm rồi. Đúng rồi, tắm là tắm. Ở đây ngồi chắc phết nhỉ? Bò được mà, đâu từ mỗi cái đoạn ống đồng từ mỗi cái đoạn kia thôi, đoạn bàn chân bị thôi. À bàn chân bị thôi à? Ừ, không phải là bị cả đùi cả. Thế là khác với em phố là bị từ cái chỗ đùi. Thế bạn này là bị mỗi chân yếu nhỉ? Cơ. Hay có từ cái đoạn này đi. Đấy. À. Nhưng đúng ra là ở chỗ bàn thôi, em thấy mỗi cái bàn thôi. Thế anh thử nhấc lên bé thử cho bé đi thử xem như nào. Giữ bé lên. Anh đừng cho hở rồi. Ôi, xem nào. Từ mỗi cái bàn thôi, không phải là đầu gối, không phải là ống đồng đâu. Cái này này. Nhìn cảm giác là chân không thẳng được ý nhỉ? Ừ, đây. Thẳng như này đi cháu. Không phải cái này đâu anh đi à. Mà do cái này thôi. Đây, cái bàn chân nhỉ? Do cái bàn chân nó không đứng thẳng cái này. Thế có khi là có tí hy vọng gì đó nhỉ? Tại vì anh cũng chưa được cơ mà. Anh cũng bị y như này à? Anh cũng bị được. Anh cũng nói bị như thế đấy. Cũng bị y, cái chân nó cũng y như này à? Ừ. Anh là cũng bị như này anh trai ấy thì anh trai quả bé này cũng bị như này, cũng bị như này sao đi bó thuốc là đỡ à? Ừ. Ồ vâng. Thế nhà mình là chưa bao nhiêu lâu khỏi? Chưa một tháng là thấy là dần hồi phục đúng không? Hay là để hôm nào anh mình đưa lên xem như nào nhỉ? Nhà mình cứ gặt xong đi. Mùa đi, cứ thu lúa xong nhá. Vâng, rồi gặt xong rồi hay là xem thế nào? Đúng ra là anh bảo là anh có tiền thì... Có tiền thì cũng mang đi rồi, bây giờ thì không có nhỉ. Vay mượn đấy, nuôi các con này. Vâng, thì con đông nữa là đúng rồi, vâng. Thương thế nhỉ, vâng.
Ôn ạ. Anh Nghĩa, hôm nay bọn em cũng có lên thì thấy bé Văn Cảnh ấy, em bọn em tặng em bé hộp sữa này. Sữa này. Đấy. Ôi cẩn thận trứng nhá. Với lại gói mì tôm cho nhà mình ăn sáng hay là ăn cùng cơm cũng được. Đó cho em bé này. Em mua trứng nữa. Một vỉ trứng cho nhà mình. Đây, đây là chai dầu ăn. Chai dầu mắm đấy. Cái này là quà của cô Hai nhé, cô Hai ở Vũng Tàu. Cái này không phải là của bọn em đâu anh ạ, là của một cô đấy, gọi là bọn em chỉ là cầu nối thôi anh ạ. Và em thấy cô bạn những hoàn cảnh nào khó khăn thì bọn em giúp. Vâng, thì em thấy là cũng thông qua gọi là hàng xóm với lại là mọi người xung quanh đây và trưởng thôn cũng nói thì bọn em mới biết. Thế em cũng không biết đâu, gần như này mà em không biết đấy. Vâng. Anh có muốn nói lời cảm ơn đến cô ấy không ạ? Cô tên là Hai. Cảm ơn cô. Vâng, dạ. Thế em có thay mặt gia đình anh đi là cảm ơn. Con cảm ơn cô Hai rất là nhiều. Đấy thì tình hình bé là như thế. Anh cứ bảo vợ cất đồ đi. Bảo vợ cất đồ đi chứ phải chị. Đấy cất đồ cất. Đấy quả nhà mình hết đấy. Đấy thôi bây giờ thì cũng muộn mà em còn có việc ấy. Thì em xin phép đi về đây. Thì có gì hôm nào thì theo anh trong một cái ngày sớm nhất để anh em mình đưa bé lên thử một hôm xem là bố thuốc nam xem có khỏi không anh nhá. Có gì em alo cho anh nhá. Anh mà gặp xong anh bảo em nhá. Anh có dùng điện thoại không ạ? Có gọi cho mọi người biết em xin số của anh nào. Đây là số này. Anh nhớ số của anh không? Không, anh nhớ. Anh đọc cho em nhá. Điện thoại thì may quá nhà mình có một cái điện thoại bàn phím để liên lạc nhỉ. Có việc gì thì cứ gọi cho hai vợ chồng em nhá, có số rồi ấy. Vâng. Như nhà anh giấy kia điện thoại có lại hỏng. Bằng nhau. Vâng. Dạ. Ê bye bye em bé nhá. Em bé nhá. Bye bye nhá. Ê, mù chế không? Mù chế, biết mù chế không? Có biết mù chế không? Em bé biết nói câu cảm ơn không? Không biết nói thật. Úi Châu nhỉ, Úi Châu cảm ơn à. Ôi trời ơi, tiêu lòng. Ôi trời ơi, tiêu lòng. Chị Pó Hè lại không biết. Thôi kệ em đi nhỉ. Thôi thương quá. Em về là mù chế hay mù chế? Mù chế. Vâng, thôi em. Hai vợ chồng em đi về đây. Vâng. Ô, bên này là kho à? Kho à? Bên này là có cửa đấy. Bên này nhà bếp. Thế bếp sao mình không đun ở đây mà đun trong kia làm gì hả anh? Đây là thịt đun nhưng mà là lập danh thì sợ đun đây là sợ cháy. À, sợ cháy à? Sao không lập ngói? Không có tiền mua. Vâng, lại không, vâng, không có tiền mua. Danh cũng rụp sụp lắm rồi nhỉ? Đấy, nếu mà đun bên này chẳng sạch sẽ à? Bên này sạch mà, không có tiền mua quá rồi. Vâng. Sợ cháy. Sợ cháy à, vâng, đây. Sợ cháy. Đun, nếu đun nhà danh thì dễ cháy lắm. À, sợ cháy nhỉ, đúng rồi. Thế bên này là mình đựng cái gì anh? Bên này thì chỉ đựng nồi các loại. À, đựng nồi à? Bây giờ nếu mà có ngói thì nhà mình có đun bên này không? Còn ngoài lợp ấy. Còn ngoài thì mới đụt bên này thôi. Ừ, vâng, cho vâng. An toàn cho em bé. Dạ, dạ, vâng. Ừ. Em có rất là hy vọng là sẽ nhà anh đi sẽ có thêm cái ngói pro để mà lợp vào bên này. Vài tấm thôi nhà anh nhỉ? Là đủ, tại vì chỗ này cũng không quá tầm rộng. Tầm đến tầm 20 ngói viên đúng không anh? Ngói. Đúng rồi, tầm 20 viên ngói thôi quý cô bác ạ. Chứ không đun cái kia là em bé cũng không an toàn nhà anh nhỉ? Ở nhà nghịch lại cho bụi là để hết lên mặt. Vâng. Để hết mặt còn ăn đấy, ăn cả bụi ấy. Vâng, này. Như con trâu đầm luôn. Vâng. Thôi bọn em xin phép đi về đấy nhá anh nhá. Vâng. Cô bác ơi, vậy là hai vợ chồng chúng em là đã mang quà và coi như đến thăm và động viên em dù em có ấy là thay mặt cho nhà anh đi là cảm ơn cô Hai rất là nhiều. Cô Hai ở Vũng Tàu và cái gói bánh của em Quý Ngọc ở trên Sơn La. Đấy thì em dù là hoàn cảnh như thế đã đưa đi bệnh viện gọi là vật lý trị liệu và mua cho xe đẩy rồi nhưng mà không có gọi là đi được thì anh thì cũng bị nhưng mà đã đưa lên Mường Hum chữa và đã khỏi rồi, còn em này thì không đủ kinh phí để mà đi Mường Hum chữa theo kiểu thuốc nam, bỏ thuốc hay tắm thuốc gì đó. Thì em có rất mong là hy vọng nhà anh đi sẽ có duyên với các nhà hảo tâm à, xem là hy vọng là sẽ có cái phép màu đến với lại em dù. Thật sự nhà em dù là rất là đáng yêu. Nhìn đôi mắt của em rất là sáng nhỉ, bàn tay em rất là đẹp nữa. Bàn tay đẹp. Vâng. Bây giờ thì hai vợ chồng em xin phép là kết thúc video và đi về đây. Này đường cũng khá là trơn đấy, đi từ từ thôi. Cảm ơn quý cô bác đã luôn đồng hành cùng hai vợ chồng chúng em. Cảm ơn tất cả các quý khán giả là đã luôn luôn yêu mến hai vợ chồng chúng em. Nếu mà trong quá trình hai vợ chồng chúng em có ghi hình sai sót gì thì rất là mong quý khán giả là lượng thứ cho hai vợ chồng chúng em. Và góp ý cho chúng em để mà chúng em có thể là hoàn thiện ở video sau.
đi bộ. Trơn thế nhỉ? Mặc dù bây giờ là trưa, trời đã nắng rồi, đường vẫn rất là trơn, cứ có bác ạ. À.